Lên xe ăn. Đi. Đi ra. Trời ơi, nè Phi. Ăn đi Phi. Không ăn đâu. Cái này không thích. Valida mới thích, còn cái này nó không có đúng. Không đúng của mình thích. Cho nên mình không có ăn. Cho con Phi nó ăn. Phi có kiêng kem không? Gì có kem, kem thì thích nhất. Bị acid uric cao là đâu. Ủa vậy Phi có kiêng đường không? Thật ra bây giờ là mình suy nghĩ nhiều thì mình giảm đường. Tức là em ít khi uống cái gì mà có đường lắm. À. Ví dụ nước ngọt hay là vô quán cà phê mà cái gì mà có đường lại mình giới hạn. À vậy hả? Nhiều lúc đi ăn uống là gọi nước suối. À. Lúc chơi với bạn bè thì vẫn uống bia ít thôi. Dưới 5 chai là ok. Dưới 5 chai. 5 chai trở xuống là ok. Tại vì mình may mắn là được Chúa cho bị acid uric cao, là lúc mà mình làm hơi quá đó là cảnh báo liền, cảnh báo bằng cách rất là nhẹ, là cái mu chân á, cái mu chân hoặc là cái chân của mình nó hơi nhức là mình giật mình liền, cái thôi mình không ăn gì nhiều. Ủa cái mu chân nó có lòi ra chưa? Chưa. Em không có bị, nói chung là bị bệnh, nó chữa bệnh là chắc cũng không đâu, chỉ là cái chỉ số nó cao thôi mà có sự may mắn. Chứ em mà chỉ số không cao em không dứt, em chơi tới nắp luôn á. Thiệt, tính mình đúng rồi, thẳng, mình không có ở chiều đích là thẳng. Cái mu nó lòi ra là cái gì? Cái mu chân, tức là nó có những cái thống phong đó, nó tích tụ ngay chỗ mà cái khớp thì nó làm cho mình nó cục ghê lắm. Nhiều người á bị gút là nổi lên luôn á. Thôi gút là tốt mà. Gút là tốt mà. May gút là ta cho bằng gao. Dạ, em ngồi uống á, nhiều khi chơi với bạn bè nhiều á mà không vui á, cái mình uống nhiều á cũng hơn 5 chai, 10 chai mà mình sợ nổi á, mình càng uống là càng tỉnh quẹo. Tỉnh lắm, tức là mình rất là ý thức, mình sợ đó. Mà nói chung là không bao giờ uống hơn 5 chai nữa. Nhưng mà cái đỉnh điểm mà phi đau nhất là bò, như nào? Bò hay sáng bò. Bò đó. Ghê vậy. Bò đi không được. Hoặc là đi cà nhắc, không phải đi cà nhắc mà nhảy cò. Nhảy cò nó nhanh hơn. Trời ơi. Em bị khoảng 2-3 ngày hết. Vậy hả? Mình là cũng mê thể thao nên mình bị vậy, cái mình thấy rất là bực mình lắm. Nên mình khó chịu lắm à. Không có được chơi thể chứ thao. Chứ nhiều người good thì cũng chịu đựng được, ví dụ cứ nhậu xong rồi uống thuốc vô nó hết thôi. Nhưng mà tại vì mình cũng thích vậy, nhưng mà tại vì chơi thể thao thì nó bị ngắt quãng nên mình lại không. Muốn chơi thể thao là phải kiêng cự. Dạ đúng rồi. Để cho nó đừng có bị đau rồi mới chơi thể thao. Ví dụ ngày mai đánh giải mà hôm nay xuống uống cái là ngày mai đi cà nhắc luôn. Trời. Thuốc nào không có kịp nữa. Có khi bị bộ thứ bảy giải mà thứ năm uống vô á, ăn uống thoải mái cái sáng nó bảy nhất à. Trời, đi mua thuốc uống sao không kịp luôn. Bộ thuốc thần, nhưng mà đương nhiên trận đầu nó vẫn còn nhất, trận thứ nhì nó hở, nó đỡ. À, thuốc khẩn cấp á, nó không biết có hại không, nhưng mà uống vô nó hết nhanh á, nó hết đau mà, chỉ là nó cho mình tiết chế cái nỗi đau thôi. Bây giờ em bữa giờ cũng 2-3 tuần rồi nấu lá tí tô á. Tại nhiều người bạn, rất là nhiều người uống lá tí tô là hết luôn á. Mà người ta phải uống đều khoảng 2 năm, ngày nào cũng uống. Thay vì mình uống nước lọc đúng không? Thì mình nấu lá đó lên mình uống. Chứ mua ở... không có ra chợ Việt Nam mua cho nó lá tí tô đi. Nó về nó làm nó uống cho nên nó bị không. Gián đoạn. Không, khi nào mà đi nhớ thì mua thôi. Không, chút là có. Chút nó đi ghé chợ Việt Nam mà. Mục tiêu của mình là không phải là không đau mà giảm cái chỉ số nó xuống thì thôi. Mặc dù chỉ số của em nó cũng không có cao tại nó không phải là bệnh, nhưng mà khi mà mình uống bia mà ăn hải sản một chút á
một lượng đáng kể là bắt đầu nó giật lên cái chữ số đó, nó vượt qua cái ngưỡng, giống như giọt nước làm tràn ly nước á, cái mình bị nhức cái mu bàn chân, cái mình ngưng liền, mình ngưng là nó hết bị. Dạ. Nhưng mà nói về chỉ số thì chỉ số của em cũng không có cao. Dạ, nhưng mà nó giống như tính ngưỡng, nó báo, phải không? Dạ. Nhưng mà mục đích không bằng mục đích gì mà ngày ăn 3 món là cũng không có mục đích bên Mỹ rồi. Sáng rồi ăn món, trưa ăn món, chiều ăn món. Ở đây em nấu món ăn tuần. Làm anh Phúc hỏi anh Phúc vậy đó, anh Phúc đứng hình không biết nói sao. Ở Việt Nam mỗi bữa một quán khác nhau mà. Nói gì thôi. Quên đi, quên Việt Nam đi. Qua Mỹ là một nồi bún bò ăn cả tuần á. Đúng rồi. Thì thơ có nó hết. Mình đâu có biết. Có cái chị kia kìa, chị nấu cho chồng mà bới bún riêu á, ăn tuần luôn. Đến hồi sau này ông không dám ăn bún riêu luôn, nghe chữ bún riêu là trời. Một nồi ăn tuần hay là hai nồi ăn tuần. Nấu nhiều á, cho cái gô á, gô bỏ bây giờ á, rồi tối xả ra mai ông đem đi ăn, hiểu không? Ông ăn tuần sau này ông không dám, nghe bún riêu là ông không ăn. Chạy mất dép. Ấn tượng khó khăn. Quang nè, ông Quang cũng ấn tượng lúc qua Mỹ nè. Ông nói gì mà ăn mà ở Việt Nam ăn buổi. Ngày 3 buổi khác nhau. Qua đây ở một nồi gì mà nồi bún bò ăn nguyên tuần. Lâu nãy ngày 3 buổi khác nhau đúng rồi. Thì ở Việt Nam vậy, trưa mà ăn canh là chiều ăn canh khác. Đúng rồi, khác. Chứ làm gì có ăn canh trưa chiều giống nhau. Giờ mới qua mình quên. Hồi đó ba đó ở Việt Nam, bây giờ qua đây ba cũng vậy. Một buổi ăn rồi là còn coi như là chiều ba không ăn món đó nữa. Ba nói sao? Khác đi hả? Muốn ăn khác. Mà dù sao ở Cali cũng đỡ. Cali gần chợ, gần đồ. Sẹt cái ba muốn ăn gì sẹt ra mua cái đem về cho ba ăn. Nói ba muốn ăn bánh xèo rồi sẹt ra mua. Thì ở Việt Nam mình đâu có biết luôn đâu. Ha. Dù ai mà coi bên YouTube, này là YouTube gì thơ coi mà ở Việt Nam là tao không biết luôn. Mà ví dụ như ở bên tiểu bang là chuyên gia như vậy, còn ở Cali đỡ hơn. Ở Cali một ngày ăn hai không, nhưng mà giờ đỡ hơn nhiều rồi. Chứ hồi xưa Quang anh mà năm 11 á qua Mỹ có mình nói mấy đứa là đưa cho anh cái sim đàng hoàng nha. Tới nơi thì anh đưa cho mình cái sim. Rồi nó thấy mình gọi điện thoại hoài, nó anh hỏi ta bên đó là mạng gì. Mà hồi xưa là cùng mạng á là free, Quang nhớ không? Ví dụ mình T-Mobile, mình gọi T-Mobile là free, mà AT&T là nó mất cái giống như data gì đại khái vậy đó. Rồi ta nói ủa, rồi mày hỏi ta mạng gì nó xuống nữa, người ta khác mạng cái cúp mà thôi tao cúp. Cúp thiệt á? Là ở đây hả? Cúp. Không, hồi xưa xưa là ở đâu á? Ở đây này đâu? Khác mạng cái cúp hả? Cúp thiệt luôn. Không, mình nói vậy thôi, mình đâu cúp. Hồi đó là nó cứ cho một like là bao nhiêu giờ á. Đúng rồi. Bao nhiêu giờ á. Gọi bao nhiêu đó thôi là free thôi. Còn rồi. Nếu mà lố thì tính thêm tiền. Tính tiền. Còn ở cậu Bân á, với mợ Hòa mới qua Cali á, mới kể nè, hết hồn luôn. Tại đi trong xe taxi là người Việt là hết hồn rồi. Xong rồi ông này ổng đi vô cái chỗ gần nhà má đó. Cái ổng bỏ kiến xuống, ổng nói tiếng Việt ấy, ổng hết hồn. Rồi tưởng hay nói tiếng Anh hơn, gặp người lạ nói tiếng Việt, cái đó hết hồn. Thứ hai là vậy. Cái hồn thứ ba là nói Việt mà hỏi ủa A Huệ nhà ở đâu, cái ông trả lời tiếng Việt, trả lời đúng cái nhà luôn. Vậy luôn á, giống như trong làng. Đúng rồi. Giống như cái làng. Họ vân tưởng hết là hồn. Ba bên đây là nói tiếng Mỹ. Tiếng không? Mỹ mà cũng khó tìm á, kiểu cuối cùng là hỏi cái biết tới đâu luôn. Chắc gặp đúng chú Hiệp á. Có thể vậy. Xong rồi tới đó, tới nhà rồi. Cái bất ngờ thứ tư là gặp cái ông từ trong nhà ra. Tưởng hàng xóm hay ai đó. Tại đâu có biết người làm cái người ở trong nhà má đâu. Không? Hỏi có A Huệ ở đây không? Không có. Có nhưng mà mới đi. Cái cậu Bân tức quá. Tôi mới gọi bà ở đây mà sao không đi, sao ông biết là bà đi được? Tại tưởng là hàng xóm sao biết.
cái ông nó cũng cái ông chơi ở nhà má đó. Nói sao? Tôi biết ông đã đi rồi, bà ơi hỏi đi rồi, tức là đừng có cãi đó. Ừ. Ông không có làm giải thích là ông là ai luôn á, hiểu không? Còn Bân đâu có biết, còn Bân cũng ám ức lắm. Chứ không chấp nhận thôi chứ sao? Giống như nhà, giống như má là ai cũng biết chứ. Còn Bân hết hồn luôn. Cuối cùng á, chờ chờ bở lẽ ra à, cái anh này ở nhà má, hiểu không? Trời, còn Bân hết hồn. Đi qua Mỹ mà còn 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 hơn trong làng luôn á. Tại má còn Bân là ở làng hồi xưa mà. Này vậy ta. Đương nhiên chắc má Hoa Huệ nổi tiếng rồi. Đâu còn biết là má đang ở đâu nữa, ba đang đi qua đâu rồi chỉ nhà ăn thơ luôn. Ừ đúng rồi. Cho cậu Vân đi tới nhà luôn. Ừ, hết hồn. Ở Mỹ giống như là ở Việt Nam á, xóm. Còn gắn kết và gần gũi hơn Việt Nam đó. Tốt ha. Bây giờ là mình đi mua vịt lộn hả anh hai? Vô chợ Việt Nam luôn nè. Rau tí tô. Ừ, mua tí tô cho mình. Mua sting, sting dâu. Mua tô chị. Tại đâu có cái lọ, cái gì vậy? Cái bình nấu siêu tóc có không? Có anh Phúc. Thì nấu bằng cái son. Cái son này, bỏ vô nấu thôi. Nấu rồi lấy được, phải đúng không? Không, em lật ra rồi em rửa rửa nhẹ rồi em bỏ cho. Bỏ nấu lên rồi uống thôi. Lược cái lá ra chứ. Lật lá. Vớt cái lá ra chứ. Không, lật lá rồi bỏ vô nấu rồi xong rồi lược. Mình uống nước, lá thì bỏ đi. Lấy cái nước uống thôi. Trời dễ. Đó, em tự làm luôn mà. Chứ ai làm cho ông Phi. Tự làm đó. Quyết tâm cho nó giảm xuống. Thằng Bin nó nhiêu tuổi? 15. Thằng Gôn tính ra là 14 anh. Học lớp 9 luôn đúng không? Dạ, bây giờ tính nó tụi nó rành tiếng Anh chưa? Tiếng Anh Gôn cũng giỏi, Bin cũng đang học. Vậy hả? Không sao đâu. Cho nó học trước nó biết sơ rồi. Biết sơ sơ nó qua đây là nó adapt. Nó qua liền à, nó adapt. Lẹ lắm. Anh Phúc hả? Nít nó qua đây nó adapt liền à. Cho qua càng sớm càng tốt. Biết từ đây tới 2 năm sau có gì thay đổi không? Số ông Phi công nhận thay đổi không? Nó đi Mỹ khó khăn quá ha. Du lịch thì ok mà nó đi định cư không. Giống như hồi xưa nguyên nhà lên máy bay có mình nó bị bệnh cái lọt nguyên nhà lại. Sinh ngày 2 tháng 9 mà. Duyên nhà mình hả? Đáng lẽ nguyên nhà mình đi từ năm 75 rồi, giờ tại vì ông Phi lọt lại. Thôi giờ này là từ Cần Thơ là thành Mỹ con rồi. Ừ. Chứ đâu thành là 8 đâu. Ừ. Giờ nhiều lúc làm cũng thường nghệ sĩ. Ờ, nhiều lúc làm trong gì government này kia rồi. Thì khác hay là được vô nghệ sĩ. Bây giờ Dính còn nó ở Việt Nam giờ 2 năm nữa là nó định cư không biết có chuyện gì xảy ra nữa đây. Quyết tâm bám trụ. Giờ mình đâu biết nói tiếng Mỹ đâu, mình đâu nói tiếng Việt đâu. Cả nhà dạ. Mình là giống Mỹ con. Ờ, 75 mà qua lúc đó lúc có 5. Nhớ lúc đó không? Nhớ không? Tôi còn nhớ lúc nữa. Lúc đó có vô sân bay hả? Không. Lên máy bay. Nhà, không, tới nhà trung chuyển thôi. Đâu đi lên máy bay chưa, rồi mà. Chưa, nói tới ngay góc đường, bây giờ là cái... Đeo bảng, đeo đồ hết rồi đúng không? Vô cái chỗ mà bây giờ là đường... Võ Thị Sáu với là đường hơn 5 tuổi nhỉ. Không, đường Trần Quốc Toản á, đường Thái Thảo á. Ờ 5 tuổi mà ấn tượng á, mà còn mấy cái kia lâu hơn gần trời hơn mà là không nhớ. Xe trời. Mà đi nhớ cái lúc mà 5 tuổi là nhớ. Mà Phi bệnh gì? Phi bị sốt. Ban sốt. Ban cũng nặng phải không? Lúc đó ăn. Phi hình như mới có 1 tuổi nhiêu mới đẻ. Không ăn nữa đâu. Hả? Đưa đây. Đưa đây. Ăn ngán hết luôn, tự nhiên nó chừa chút xíu, nó kêu tớ ăn không? Ngán quá. Thì 30 tháng 4 là nó có chưa tới 1 tuổi mà. Đúng rồi, nó mới đẻ à. Không, nó đẻ tháng 9, tháng 4 là nó 7-8 tháng. Ờ, đúng rồi, là nó chưa tới 1 tuổi. Ông nội ơi. Hồi đó có bà ba nữa, bà ba đi Mỹ, giờ bà thanh Mỹ rồi. Đúng rồi. Bà ba cũng được đi Mỹ luôn. Lúc đó có bà ngoại nữa mà. Thì đương nhiên, ta nói bà ba có. Ờ đúng rồi, bà ba với bà ngoại nè, nhà mình 13 người. 9
9, 10, 11, 12, 13 đúng không? 13 người, nhớ mà. Đúng không? Có biết, bỏ phí tuổi lại cho rồi cũng giống giờ thôi. Bỏ lại như giờ giống giờ luôn giờ mà mình được thành Mỹ con anh hai á. Giờ thành Mỹ già. Mỹ già Mỹ. Giờ đâu có phải Mỹ hóa. Đâu có đâu có phải thành bà tám không biết nói tiếng Anh đâu. Ừ, xui gì trời. Gì anh? Kẹt xe hả? Xe đỏ lom đỏ. Kệ nó không sao. Ngồi xe ta. Nhắc lại chuyện xưa, chuyện dĩ dãn dễ giấy dễ dầu dễ dấu diếm là tại thằng Phi. Bây giờ đổ thừa nó đè nó quánh đi. Tại vì ai biểu đẻ tôi ra ngày 2/9. Không biết nói tiếng Anh là tại vì Phi á. Sinh ngày 2/9. Sau đó ba vẫn đi vượt biên, đâu có đi được đâu. Cũng đâu có đi. Mới trên đất liền là dội về. Cuối cùng nguyên nhà đi hết trơn của mình nó cũng còn ở lại. Sau đó ba vẫn đi làm hồ sơ HO á, viện mà sĩ quan chế độ cũ á. À, cũng được hụt luôn. À, cũng hụt toàn. Có mày xía vô là cái nhường hụt. Có mặt dạ, nó vô. Quyết tâm lắm á. Có cái mặt nó vô đi Mỹ là coi như là thua hết à. À. Thì bị lay theo luôn à. Bà giờ ba HO rớt đúng rồi, bà chưa không có cải tạo đủ 3 năm. Chưa 3 gì? Năm mới được. Ba ở trên bờ. Bà sĩ quan dự bị. Bây giờ mà có giấy đi là đi liền giùm cái đi chứ để đi liền chứ để từ từ đi từ từ cái đó giống như từ từ cái nó delay sao đấy nó quên tự nhiên khiến xui sao chứ nó quên quyết tâm rồi nó quên gia hạn người ta thay đổi luật ký chú ta cấm mất duyên nó không có duyên mà ai biểu sinh ngày 2/9 trời. Nhiều tình huống lắm luôn á. Ai biết ra sao ngày sau. Mình không có đỡ nổi cái vụ của nó luôn á. Không, nếu mà nó nhớ gia hạn mà giờ nó đưa đến Lê Duẩn rồi. Lần đầu tiên nó đưa đến Lê Duẩn rồi. Lần đầu tiên luôn, mấy lần trước mình cứ câu á. Bao nhiêu? Dịch lộn này nhiêu bự quá. Gì vậy? Nè kìa tiếng ớt quá trời kìa. Hả? Còn cái đó tiếng ớt của cái ông Phong Phong gì đó. Tiếng Phong nè. Đó. Tiếng Phong. À, cái này nè. Nó có tám rẻ có đông vậy. Đông hả? Ôi kịp chín đồng. Rồi. Đây nhìn nè. Nhìn đi. Chín đồng. Vậy phải gọi điện thoại về cho má nếu mà mình kéo ghế. Bữa bánh trung thu. Gọi là kéo ghế hả thật? Ừ, kéo ghế anh hai anh nói là kéo ghế. Ta dọn rồi. Ủa, tính tiền đâu chị? Bên kia hay bên này? Bên nào cũng tính. Bên hết. Kia luôn đi. Ta khỏi chị Phật buông qua đây. Mò gì vậy anh? Phúc trà. Nhà anh Phúc có trà không? Anh Quang mua trà kìa. Trà sáng đưa nó chị. Trà Tây Nguyên á. À. Trà Thái Đức á. Này trà xanh Đài Loan. Thôi thôi, lấy trà này cũng như thấy như ngon như Thái Đức là gì? Cực đá. Hỏi là gì nữa? Tiếng đâu rồi? Ở đây, ở đây. Rồi. Go, go, đi ra. Đổ dầu vô, dầu chạy. Anh khiêng cái thùng nước ngọt cho thằng Phi đi kìa anh. Đường dốc đi té. Phải chừng nha. Anh hai chở 4 người đi đến Eden để ăn trưa. Kéo ghế Nha Trang. Nghe nói quán Nha Trang này ngon. Đúng nè. Rồi. Đúng. Nhưng mà như Nha Trang nó bán cơm chứ nó đâu có bán. Nó bán nem nướng Ninh Hòa. Ờ cái đó được anh Hai. Nem nướng được á. Vô Nha Trang. Nha Trang đi. Ai muốn ăn cái gì ăn. Anh ăn cái gì? Ai đặt chữ kéo ghế vậy? Hả? Ai đặt chị kéo ghế bà? Anh Phúc chứ ai? Rồi. Anh Phúc ảnh kêu kéo ghế. Từ sao đâu nè? Nguyên chứng minh nghệ sĩ. Được
Mới qua. Sao biết nhạc sĩ Lê Quang hay vậy? Anh Quang sao mà đâu có ai biết ổng không? Sao anh biết vậy? Nhạc dễ thương. Nhạc rất dễ thương. Ngược sáng anh đi vô trong này nè. Vô trong này nè, chiếu ra. Chụp ra. Anh quay qua đây. Ờ, 1, 2, 3. Quang lắm à. 1, 2, 3. Okay. Chúc anh sức khỏe nha. Rồi, ok, cảm ơn nha. Em tên gì? Em Thiệu anh. Thiệu, ok. Tổng thống Thiệu. Tổng thống Thiệu hả? Vâng. Chương trình ca nhạc nào tổ chức về đây chiến đứng. Okay. Mình về đây mình tổ chức nhạc của anh riêng anh rồi. Mình rồi. Chơi tấn. Anh tổ chức cho anh Lê Quang đi. Ờ, em đâu có. Tổng thống Thiệu mà dạ. Tổ chức cho Lê Quang chứ. Cái đó nếu vậy thì có nhận Bình nữa. Bình Nguyễn xếp ở đây vậy. Ông thầy vậy hả? Đúng rồi. Dạ, Bình là sếp của em. Sếp của em nói anh nói sếp làm cho Lê Quang ca một cái đi. Ok, qua Thiệu ha. Anh Phúc, hôm qua anh nói ai đặt chữ kéo ghế vậy? Ba. À ba. Ba hay nói kéo ghế. Đi. Không vậy má cũng nói sao nhanh đi. Làm sao? Phi nhắn là phi không đi được ha. Được ha, má nằm phi qua. Thi nó tưởng thiệt. Má nói thì đâu, má đâu có xạo làm chi. Má nói má có cười cười không? Má đâu có cười, má nói chuyện điện thoại mà. Cái này lâu rồi á, má nợ về đi. Dạ chị ở đâu? Dạ em ở Hải Định. Ở Hải Định à? Ở hơi xa ha. Đây là nửa tiếng. Đây bao nhiêu xa? Nửa tiếng. Ở nửa tiếng cũng xa lắm. Đi đâu lên đây? Mỗi ngày luôn, từ lúc hành trình xa nhà là con. Hành trình xa nhà. Có anh nè. Chị Cầm Thư nha. Dễ thương quá rồi. Trời ơi. Chị mai mốt chị đi Cali, chị lâu rồi. Chị hay tới đây ăn á. Chị ra ở đêm khoảng tuần ngày nghỉ chị ra. Ở đây chỉ có chỗ này á. Đi mình hả chị? Đúng rồi. Đi nha. Cảm ơn. Cảm ơn. Dạ, bye bye. Chúc nha. Chúc vui vẻ nha. Dạ. Nó đi ra ngoài cái gặp cái bà kia, bà nói là cái chị chứ, chị nói là anh hai Phúc đúng không, anh mà tám năm thơ, nó con thơ trong này nè. Nghe à, là cái chị nãy gì? Ờ, chị nói đâu, cháu dẫn chị vô. Có duyên ghê không, tự nhiên tới đây gặp mà. Nãy có cái chị cái điện thoại, chị coi clip, chị nói là chị cũng ở Eden, nhưng mà chị mời ra Eden ăn uống, nhưng mà nó để có dịp gọi. Chưa có rảnh. Uống được không? Không ăn. Cái gì? Chỉ mời ăn uống em mới uống thôi. Uống đàng hoàng. Rồi nghĩ sao uống thôi. Ăn chứ sao uống. Em có ăn nhiều. Uống đâu. Em có ăn nhiều. Cũng phải ăn gì. Ăn mèo quảng. Mèo gì mèo. Mập thù lù không thấy hả? Các bạn nhìn coi thấy hai cái mặt anh hai với mặt Út nè, hai người có giống nhau. Anh hai với mặt thằng Út. Không có giống ha. Không mà ba đó, ba hay nói là Phi, ba nói nha, Phi đẹp hơn. Anh nhìn coi. Anh nhìn coi anh Phúc với Phi sao? Hai khuôn mặt khác nhau hả? Kiểu khác. Mà anh Phúc giống ba mà. Ờ. Giống ba. Phúc cái lông mày kìa. Cái lông mày dích lên một. Ừ, giống ba. Như trang ba. Rồi, mà thằng Phi không có cái lông mày đó. Quang. Phi nó nói ba nói là Phi là đạt hơn anh. Anh nói hồi đó mới khoe đây là hồi đó lậm cẩm rồi. Gần như Mỹ á. Nhưng mà em nhìn cái hình trẻ của ba hồi xưa lúc mà đội cái nón mà là Chỉ Quang đẹp trai hơn hai người nhiều. Đúng rồi, ba mày đẹp trai nhiều đẹp trai. Quá đẹp trai hơn chấm tính luôn thôi. Photoshop dám không, hồi xưa là ảnh gì có Photoshop có quá xưa có Photoshop rồi.
Ui, lúc đó ba đẹp trai dễ sợ. Ồ, ba đẹp trai, nhưng mà có một cái là ba không có cao giống như là anh Phúc với anh Phi. Không thì ba hy sinh, ba lựa người cao. Thơ không biết hả? Đúng là bạn của em tới nhà đó, mấy bạn nữ là ba để ý là đứa nào lùng á, thôi đứa sao lùng á, đừng chơi. Chơi lùng liền. Để con à lùng hả? Ừ, tức là thấy bạn gái nào mà lùng á là không cho quen. Ừ, là đây, không, đây, cái này là không biết Phúc, Phúc quen ai lùng bị ba bánh hỏi. Bánh hỏi đặc biệt á. Bánh hỏi đặc biệt nha Trang. Phúc quen ai lùng có bị ba nói không? Không. Ba cũng là thích người cao thôi, đúng không? Thường là vậy. Ba lấy má cao. Hèn chi ba lấy má cao ha, đẻ ra dòng đàn con cao. Con thơ là nó hơi lạc lòi chút thôi. Giống ba, được giống ba. Nè, cái dĩa hai chồng ăn chung hả? Mỗi người dĩa đi. Thôi, cũng hết đâu, nè. Mình là biết rồi. Khổ lòng luôn, cái dĩa khổ lòng. Khổng lồ. Rồi, xới đi Quang. Dạ. Mời em ăn trước đi, anh ăn sau. Cái này đỏ đỏ là cái gì ta? Tôm. Tôm. Tôm nướng. Chả giò. Thịt nướng. Thịt nướng. Của tôm cái nướng. Này là, cái này là không phải, cái này là nhậu ở nhà nem. Nem, nem. Cái này là tôm. Rồi xin mời, ăn đi. Xin mời, xin mời ăn trước nha. Cậu đi thơ chắc là ăn này cũng thế. Cho anh cái chén sao dễ cho nó miếng xíu mà. Đúng rồi, là sợ miền Nam. Xin mời cả nhà xơi cháo lòng. Này ngon này sao? Phi nè. Phi ăn cái gì? Này nè. Cơm tay cầm. Tay cầm mà cái thố này gà. Cơm tay cầm gà, cơm tay cầm gà mà cái thố này nóng được nó bộ gan rất là hấp dẫn à. Ngon á, đồ ăn Phi ra là cái này sắp xong rồi à. Anh ăn không có nha, em không có ăn nha anh. Okay. Anh ăn không á, em không ăn mà tôi gì anh ăn hết luôn đúng không? Không, tại bọn nhiêu của em anh ăn đâu. Thôi em ăn đâu, em ăn miếng cháo của anh hai nè. Ăn tối ở nhà không có gì ăn đâu. Ăn đúng rồi, ăn bự quá anh hai, ăn sạch cái tô cháo lòng. Rồi anh Quang ăn sạch cái gì á, bánh hỏi. Anh tập đi, chia ra thơ rồi nói gì. Chia hai tô, chia con chén cái chút xíu. Ăn no, thơ cũng ăn no không chết luôn. Nó không cành hông luôn á. Cái này chẳng lẽ giờ tối không ăn nữa. Khuya mất cơm đói. Toát mười hộp luôn. Giờ bà Tám đang giảm cân mà sao giảm được nửa bao à. Bà thấy mệt mỏi rồi. Nửa bao là bà có hôm qua là em đói lắm nhưng mà em không ăn là không ăn. Đi ngủ luôn á. Có hôm qua thức khuya với thằng Phi đó. Đói quá trời mà không ăn là không ăn. Tối nguy hiểm. Đợi qua đám cưới đi ăn. Qua đám cưới rồi tới sinh nhật nữa, thôi để qua sinh nhật đi ăn. Hồi năm ngoái á, là trước ngày sinh nhật cũng đai ẹt, nó xuống ký. Nhưng mà năm nay đai ẹt không xuống. Xuống mấy trăm gram xuống chưa nhỉ? Hồi năm ngoái là đai ẹt, đai ẹt xuống, xuống mấy ký. Xong. Đi, chúng ta đi. Let's go. Let's go. Này nhạc sĩ nè. Tám cầm thơ. Trời ơi, cảm ơn cô. Thôi chị hoài ha. Dạ. Dạ, tám cầm thơ. Cảm ơn cô. Bữa nào chị mở cái đăng lên cái YouTube mà cái đi hành hương Jerusalem á chị. À, cái tour đó người nào tổ chức á để với mình có mà. Tám có nói trong đó nhiều lắm. Cái đi hành hương. Ông muốn đi hành hương. Ông có ở bàn này. Gọi cho Tám đi, Tám cho số điện thoại của cô đó cho. Ấy mày chụp tao với Tám bô coi. Thành ok chụp. Ơi chụp bô coi. Chụp bô coi. Trời lâu quá mới gặp. Chụp tao không coi. Dạ. Mai đó là mai ăn thi lúc 10 giờ 11 giờ mới tới nơi. Không, nãy em nói với thi là bây giờ tối. Tối.
Nãy em có nói Thi là bây giờ mấy kêu thằng bồ Tin nó chở Tin đi riêng, đi sau, còn Thi thằng Huy với ca sĩ đi trước. Thì nó để sắp xếp coi, tại thằng bồ Tin nó không có xe. Sáng lấy rẻ không? Rẻ không ta Ly? Đắt cha, ta Ly như 5 đồng, 5-6 đồng. Đây có đổ xăng 3 đồng mấy. Áo nè. Vô nhà. Trời này quậy đây. Không biết. Mới đem quần áo về giặt. Có hai quần à, giặt được hai quần. Anh Phúc thì đi cắt tóc. Chị Ly kìa. Em cắt rồi. Chị Ly làm tóc đẹp chưa? Ở nhuộm bên đó. Chị Cam Ly làm mới làm tóc mà, đẹp không? Giờ ai cũng nói đi cắt tóc. Ngày mai em chị Hằng mới đi làm tóc, mới vào đầu. Phi nó ngủ kho kho rồi kìa. Chị mệt rồi. Ủa, vì nó nói nó thức, nó ráng cố gắng thức tối nay mà. Nó ráng nó thức tới tối nó mới ngủ, mà giờ nó ngáy kho kho. Nó không thức, thức đâu có nổi, tại tối hôm qua nó thức nguyên đêm rồi. Kể nó đâu có làm gì đâu, nó có phải đi làm. Vậy hả? Ôi, đừng có kêu kệ để cho cậu ngủ chứ con. Có ngày đầu tiên mà. Không có, Phi nó nói 5 giờ nó ra nó đánh tennis mà. Ra đánh tennis của con. Dạ, con có giật tennis không? Đi chơi thôi, đâu có gì đâu. Bữa nào đám cưới là không thức cũng phải thức thôi. Vì đám cưới nên phải thức trước. Kệ bữa nó nói 5 giờ. Cưới làm gì đâu thức. Nó phải có chú rể nó mà lo. Cưới rồi ra ăn xong đi về chứ thức gì. Yeah, thì đó. Chú ông chú rể thức luôn. Chứ mình thức gì. Bức quá nó ngủ đi. Nó đâu phải chú rể đâu sợ. Ừ. Chú rể ngủ mới chị lấy xong đem con chim qua. Trời ơi, con chim bỏ trong lòng nhỏ xíu. Cũng sắp đi rồi. Nó chị khi nào mà đi cắt móng tay cho nó. Rồi cắt móng chân cho nó. Thì bỏ trong lòng chút xíu sắp đi chứ. Đi nuôi chim hả? Lâu gì mà. Con gì? Nhà gì, chỉ gì? Có con chim. Chim gì? Két. À, con két hả? À, con két hả? Chắc nói được không? Thì nó nói chứ. Nó hát được luôn á anh. Nó hát bài rồi. Chuyện thường tình thế thôi. Cái gì? Cát kêu hát nói là chuyện bình thường mà quan trọng là ai dạy cho nó thôi. Nó nghe nhạc giao hưởng á. Giao hưởng. Ờ đúng rồi, bật chị lấy đi vậy chứ bật classical music cho nó nghe. Nghe giống người chị Quỳnh My của nó. Trời ơi, nó thấy chị lấy đi không? Kêu. Nó bye bye đi chứ. Đi luôn, không biết nó kêu é cho tới lúc nào. Có cái quay lại thử, nó còn kêu, nó hết kêu. Đúng rồi, nó biết chứ. Nó kêu 3-4 cái, 5 cái rồi, nó thấy. Nó biết rồi, mình thấy tội. Bởi vì mình nhớ. Tí em, tí anh mua cái gì? Mua con gì? Nuôi con gì? Con thích nuôi con gì? Thời đó con có nuôi hamster. Cái gì? Hamster. Hamster là con gì? Con chuột nhỏ hả? À con chuột, có con chuột bạch đó hả? Không phải con chuột bạch, nhưng mấy con chuột robot á. Trời ơi, nó nuôi con chuột nó ghê chứ. Con nuôi một hồi cái mà cái tuổi thọ nó ngắn quá. Mỗi lần nó chết con buồn quá, con nuôi hai con xong con không dám nuôi nữa. Trời ơi. Dĩ nhiên rồi mà nó chết trước mình. Sợ nuôi mấy cái con vật. Mấy con nó tuổi thọ có tầm có 2 năm rồi. Mấy con hamster có 2 năm rồi. Sống 2 năm rồi coi như là xong rồi. Thầy Mỹ. Thầy Mỹ đi học. Đi nhỏ ai đó đi học hết rồi. Nó học trong trường hả? Không có về. À trên đơm hả? À trên đơm luôn hả? Ủa không về luôn hả? Cũng đỡ đi đơm hết trơn vậy. Có một két là nó không đi đơm hả? Đứa ai cũng đi đơm á. Tại em không cho nó đi đơm. Tại vì em bắt nó ở nhà, ở học gần trường để ở nhà. Tại cứng con quá. Chứ không thôi giờ này nó cũng đi đom rồi. Cứng kép quá. Nó học UCLA là nó lên đom nó học rồi. Mà tại vì em bắt nó học ở UCI. Cho nên là em nó mới ở nhà, nó ở với mình. Thì cuối cùng nó cũng xong, thấy không? Ủa như rồi Hà My chừng nào có đi đặng đám cưới không? Có chứ. Không. Đám cưới ngày 23 nó không em? Đang mùng 1 hả? Không, cũng không. Ủa vậy? Nhưng mà ngày
30 nó có về đây nó chơi nó thăm bà ngoại. Rồi con Quỳnh đi. Quỳnh đi thì có nó đi ăn đám cưới. Ủa sao Hà My nó về 30 nó thăm ngoại mà một tay nó không đi ăn đám cưới? Bởi vì một tay là chủ nhật thì nó phải quay về trường. Để thứ hai đi học. Thứ hai đi học. Trường nó cách mấy tiếng? Á, học năm đầu nhiều lắm, nhiều bài rồi. Sao lắm mà nó học hai thứ, nó học computer science với lại music, minor music nữa, đơn. Nên năm đầu tiên nó mới vô có tháng hai tháng nhiều thứ khác. Thì nếu mà nó đi cái gì em khác á, nó nói là 5 tiếng ít nhất cũng 5 tiếng. Thì em cũng đi em khác về đi có 3-4 tiếng à. Thì em không 2-3 tiếng gì không? Tí em là 2 tiếng. 2 tiếng ở 2-3 tiếng. Thì bữa giờ mỗi lần nó về là cô Ly lái Hà My lái lên lái về, có bữa trong cùng một ngày lái lên lái về, tối lái lên lái về cùng một ngày luôn. Mà hơn là bữa đó có ba nó tới. Mà con Hà My nó nhiêu tuổi rồi ta? 18 chưa? Ừ, thì lên đại học 18 hả? Rồi. Ôi. Lâu không gặp nó không biết nó làm sao rồi ta. Chị mới gặp năm rồi chứ làm gì. Ủa sao thấy nó còn nhỏ xíu mà sao 18 nè. Rồi đợi bữa cầu thơm. Ờ đúng rồi, lâu quá thơm mới gặp con Hà My. Gặp con Hà My là lần cuối cùng là cái lúc hình như anniversary ba má mà lần thứ nhất á. Đúng rồi. Là còn lúc mà cái đợt mà em với Kép ra đón chị có Hà My mà về nhà ở mà chị sao vậy? Thì là phải là chắc cái lần mà anniversary lần thứ nhất á. Ông ngoại mất là nó có Hà My về không? Không. Không ấy chưa. Yeah, nó cũng không, trước đó mà trước đó 1 năm là anh Viên Kết ra đón chị Ly mà. Không chắc. Không phải. Cái lần mà anniversary ba má mà lần mấy năm trước kìa. 6 năm trước rồi. Mấy năm trời rồi đâu gặp đúng Hà My đâu. Mà Thơ nhớ không Thơ? Thơ nói là Thơ làm cái gì trưởng cho mấy đứa uống. Đúng rồi, cái đó Noel là còn ba đó. Ừ. Sau còn lúc ba mất là không có con Hà My. Đúng rồi. Ba mất thì không có rồi, nhưng mà trước đó. Đúng, Quang nó đúng. Sau đó chị Hà My có đúng đi rồi. Chơi một lần. Đó rồi, em đúng ba rồi. Đúng rồi, có qua đi chơi một lần. Có két nữa. Đúng rồi, két lắm mà. Với Quang. Nhưng mà Hà My giờ nó có người yêu chưa? Nó có quen. Không có duyên lắm á, nó không qua sinh như Quỳnh My nhưng mà nó có duyên lắm á. Trong rút đờn của nó. Đúng rồi, xưa nhỏ nó quậy, chuyên gia cho ông luôn. Quậy, quậy. Quậy, siêu quậy luôn đó, siêu quậy á, chứ không phải quậy thường nữa. Cái thấy Hà My tới, My từ xa đi tới, cái đó. Sự quậy tới kia. Quậy mà két nó sợ luôn á. Ở siêu quậy mà. Bây giờ nó hết quậy rồi, nó tầm ha. Việt Nam mà. Phi á, nó lắc đầu luôn á. Trời ơi, nó treo trên bàn. Nó con gái mà nó sao nhảy. Nó quậy dữ. Ồ, nó nhảy dữ lắm. Nó không có chịu ngồi yên đâu. Nó trong xe mà nó treo, nó phía sau luôn cái ghế. Thì đó, hồi đợt đó đi New York đó, nó với con gái mà sao quậy banh chàng luôn. Rồi nó tới nhà hạnh phúc phải không? Hồi đó nó cởi ngựa cuộn tí em á. Cái ngựa giật trùi, nó bứng một cái độc đập vô tường, nó chết rồi, nó khóc rồi, nó hết cởi. Tưởng sao bứng là cởi tiếp, giật. Ôi ôi, thấy dễ sợ luôn. Mà không ngủ cả đêm vậy đó, ban ngày ngủ. Ngày mình cứ cho nó ngủ. Những người nhỏ nó tăng động ghê ha. Thức rồi. Mà bây giờ nó thay đổi 180 độ ha. Nó hiền, nó im ru. Nhà anh Duyên gần sạch nhà anh Phúc rồi. Ủa vậy hả? Nó ở Greenfield luôn nè. Anh mới gửi địa chỉ nó gần sạch nè. Maryland. À, thì cũng khoảng tiếng 48 phút gì nó nói vậy. Không có quá xa đâu. Nó nói rồi đi làm nó rảnh rồi giờ nào nó xẹt qua. Còn Duyên thì nó nói là gần xịt ra thì muốn qua chơi giờ nhà nó giờ nào thì nó chạy qua nó đón thôi. Lâu quá chị cũng gặp Nguyễn Trực ha. Lâu chắc rồi. Lần cuối cùng là lúc mà lúc Thơ đi em diễn định cư á. Không, chị nói lần cuối cùng Thơ với Quang đi diễn gì mà chỗ casino gì đó. Lúc đó casino là tuốt ở trên Philadelphia hả? Không, cái chỗ gì mà đánh bài á.
Thì đúng rồi, hình như là ở Philadelphia. Ocean City, ờ không phải. Atlantic. Ở Atlantic City. Atlantic City. Ờ. Đúng rồi, chỗ đánh bài đó, thơ quan diện đó, cái con Trực với Uyển đó, nhớ không? Ừ. Chắc lần đó lần cuối phải không? Đúng rồi. Xong rồi lúc định cư là em qua chị, hình như chị Ly đâu gặp hả? Lúc định cư năm 12 có vô đây mà. Em ở nhà chị Linh đó, đúng đó rồi, lần đó mới gặp mà. Ờ, nó cũng gặp, gặp rồi á. Ờ, cũng 12 năm rồi á. Dạ, 11 năm rồi. Còn cái diễn đó là trước đó nữa. Đúng rồi. Ồ, là lúc đó là chưa định cư. Đúng rồi. Ờ, chị nhớ rồi. Để sợ ha. Cái lúc đó là Giật Biển còn qua nhà trà cũ của anh chị ăn đồ nướng đó mà. Giàu quá. Trời ơi, con nó chắc lớn lắm hả? Nhớ nó có cái thằng nhỏ nhỏ vậy đó. Sinh đôi hai anh em á, sinh đôi. Biểu nó đánh võ vậy đó. Đứng không chịu lắm. 18 tuổi rồi. Nhớ không? 18 tuổi rồi. Mà chừng nào cũng Quỳnh My nó lấy cưới chồng. Nó có quen mà kệ. Chưa cưới luôn hả? Kệ. Tưởng Quỳnh My cưới trước, anh Nhàn với Ti nó cưới Quỳnh trước. Quỳnh My nó đang lựa nào hát opera cao, nó giọng cao nó mới lấy. Bình nó đâu lấy. Còn hát opera không? Hát con mới, con giống nhạc kịch mà. Con giống nhạc kịch mà. Nó hát giống như Broadway. Broadway, nhạc kịch. Còn con Casey nó nghe nhạc thính phòng đó nha anh. Nó nghe nhạc gì kêu bằng giao hưởng. Ủa ba lê, ờ giao hưởng đó. Casey á, ờ. Mấy đứa mà nghe mấy nhạc đó thông minh lắm á. Thông minh lắm á. Kỳ nghe kỳ mà nó hiểu hai được đứa là quan trọng. Ngược nhau, đứa thì giống công chúa, đứa thì cứ thả là giống con trai vậy. Cái tin hả? Ừ. Cái tin đá banh. Ừ. Ủa, con Casey cũng chơi Casey thì tennis thì đỡ hơn mà đá banh á. Vô đội tuyển nước Mỹ chưa? Ừ thì đó, có chừng bữa nọ anh coi đá banh nữ. Ờ thì chắc mới mốt vô đội tuyển Mỹ còn gì nữa. Bữa nọ anh coi đá banh nữ anh thấy cái tin nó giọng. Con trai không à? Đá ủa, đá với con trai hả? Tại đá với nữ không đâu có đá lại đó đâu. Không có xứng với con Christine đó hả? Ừ. Wow. Thì đúng là giỏi dữ đó. Nhưng mà nữ không có làm nó hài lòng. Ủa đá vậy á, trời nó giỏi. Không có xứng tầm của nó hả? Đúng rồi. Đẳng cấp luôn. Bữa nào anh qua anh đá với nó thử rồi. Ờ, anh rút cái chân ra chết liền. Nhưng nó đá từ lúc nhỏ đó. Đá nhỏ. Lúc nhỏ Hà My còn đi đá banh. Có, sau này nó bỏ. Mà con Đức Tiêm bị đang nó đang bị chấn thương cái kia rồi nó không gạo không đá nữa. Ờ nghe thấy kệ. Chấn thương cái gì? Thì nó dắt nó chạy xong rồi nó bị té bị gạt xong thì kia té đó. Bữa nó chập xương, chập xương lòi chút. Ờ, mà bây giờ không đá nữa, để mấy tháng nó. Bữa lần cuối con gặp nó nói con vậy. Mới được. Mình cuối cũng mới tháng chứ. Anh ngồi đây có thấy con sóc không? Chưa thấy. Ủa giờ mua anh thấy mấy con sóc không? Đúng rồi, bên khu này là sóc nhiều mà. Sóc hưu rồi, cáo nữa. Cáo thì chưa thấy nhưng mà con nai thì thấy. Nai thì ít. Cũng thấy. Lâu lâu mấy bữa sáng con nhìn ra con thấy có vài con lạ lắm, con không biết con gì lắm. Ba con xác định được, con nói hết rồi đó, còn có vài con nữa. Nhưng mỗi lần chị qua cái ly là chị nước ở luôn với nó. Bên đây sợ nhất là mùa đông đó. Chị muốn uống nhà. Thì hồi đó chị ở bên đó mà. Ló cái đầu đó, trời ơi, rút vô. Ly cũng biết giờ mua quên đó ở với má ha. Ở này có mình á làm. Có hai đứa người mà hai đứa con làm sao? Hai đứa con nó đi học xa rồi. Cũng phải về chứ. Ở đây không có con, không có gì về qua ở với má đi. Còn bao nhiêu năm nữa đâu má? Mẹ má sống lâu lắm tới 100 tuổi chứ nhiêu. Thì mai mốt. Mai mốt lấy cái mày. Hai đứa con của chị Ly nó cũng nói với nhau vậy, còn nhiều đâu, còn qua đi sống với má đi. cũng còn một câu. Ờ à, cũng xe quần nhiều đó hả? Quá
ở mình chi, phải ở có chồng có con ở chung thì mình còn ở được. Chứ má là sống ở chị Ly nhiều quá chứ. Má với ba ở chị Ly từ qua Mỹ tới giờ mà làm sao vậy? Thì, nhưng mà bây giờ thì mình thì nên ở với má. Có em ở bên đó rồi, thả ông đó rồi. Em kẹt chồng kẹt con, chị Ly đâu kẹt đâu. Kẹt từ YouTube nữa. Rồi nhiều thứ chùm sớm, chùm sớm bò xa, chùm sớm bò xa. Facebook và số điện thoại liên lạc của bà Tám Căn Thơ. Nếu các bạn nào có gì thắc mắc thì hãy liên lạc với Căn Thơ nhé. Rất hân hạnh được tiếp đón tất cả các bạn. Thank you. Bye bye.